Nguyên tắc cơ bản kiểm soát tiếng ồn. Chào mừng bạn đến với buổi đào tạo tìm hiểu về kiểm soát tiếng ồn. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của sự hiểu biết về tiếng ồn. Làm thế nào để phân phối không khí và kiểm soát được tiếng ồn như trong hệ thống điều hòa không khí? Sự thoải mái của con người phụ thuộc vào rất nhiều bởi mức độ tiếng ồn trong không gian làm việc. Quá nhiều âm thanh hoặc âm thanh không mong muốn sẽ gây điều kiện sống khó chịu cho con người. Sự pha trộn khéo léo của âm thanh có thể che khuất những tiếng ồn khó chịu như điện thoại, máy tính và thiết bị văn phòng. Để có một mức độ âm thanh thích hợp trong một phòng, hệ thống thông gió phải được lựa chọn và thử nghiệm kỹ càng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề sau. Thế nào là âm thanh? Cách đo âm thanh như thế nào? Làm thế nào để thêm nguồn âm thanh? Kiểm tra và giá trị kiểm tra thiết bị. Cấu hình thiết bị để phân phối trong một căn phòng. Thế nào là âm thanh? Giải tần số âm thanh mà tai con người có thể nghe được là rất rộng. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của ngọn cỏ đung đưa, cả tiếng động cơ máy bay phản lực khi cất hạ cánh. Âm thanh là một phần của cuộc sống hàng ngày như âm nhạc cung cấp cho cuộc sống dễ chịu thoải mái. Nhưng cũng có một số âm thanh khác mang lại cảm giác khó chịu như tiếng nổ của động cơ hay tiếng ồn của các thiết bị trong văn phòng. Âm thanh là sự thay đổi áp lực rung động trong không khí mà tai con người có thể cảm nhận được sự rung động bởi một đối tượng nào đó. Nếu chúng ta có thể xác định phân biệt được tốt âm thanh từ tiếng ồn thì ta có thể xác định tốt địa chỉ mà nguồn âm thanh đó phát ra. Để làm tốt được vấn đề này thì chúng ta phải hiểu rõ được làm thế nào để đo được nguồn âm thanh. Đo cường độ âm thanh. Một sự thay đổi áp lực trong sóng âm thanh để có thể đo bằng đơn vị micropascal để xác định được mức độ nguồn âm thanh đó. Micropascal là một thiết bị đo lường vật lý dùng để đo áp lực rung động trong một sóng âm thanh. Một làn sóng âm thanh yếu nhất mà tai con người có thể phát hiện được là rơi vào khoảng 20 micropascal. Và mức độ to nhất là gấp hàng triệu lần lên tới 35 triệu micropascal. Kết quả đo của đơn vị này khác biệt rất lớn về quy mô, do vậy người ta đưa ra một đơn vị khác để đo sóng âm thanh thay đổi đơn vị kia là decibel. So sánh tương đương đơn vị thì tai người có thể nghe được âm thanh trong khoảng từ 0 cho đến 140 decibel. Để nhận biết được rõ hơn, các bạn nghe thử mức độ âm thanh theo giải sau. Khi tai các bạn hiểu được giá trị đo lường của âm thanh thì các bạn có thể điều chỉnh cung cấp mức độ âm thanh phù hợp đến với tai người dùng. Ví dụ, ở mức 3 decibel, tiếng động gần như không nghe thấy và rất nhỏ. 10 decibel tiếng động tương đối rõ, mức 40 decibel là rất to, có thể làm chói tai người nghe. Tần số đo bằng đơn vị Hertz là đơn vị đo số lần dao động của sóng âm thanh trên một giây. Các nguồn âm thanh khác nhau có tần số khác nhau và cũng phát ra âm thanh khác nhau. Như âm thanh của tiếng sáo thường có tần số cao hơn của âm thanh của tiếng trống có tần số thấp.
và giải nghe được của tai con người khi đo tần số là vào khoảng 20 Hz cho đến 20.000 Hz. Giải tần số mà tai người nghe tốt nhất trong khoảng từ 2.000 Hz cho đến 5.000 Hz. Để hiểu rõ hơn về tần số âm thanh của các nhạc cụ, các bạn nhìn lên màn hình và giải tương tác của các nhạc cụ tương ứng với tần số âm thanh. Thêm âm thanh. Bởi vì âm thanh thuộc thể loại ngữ điệu nên khi tổng hợp âm thanh bạn không thể làm phép cộng thông thường để lấy ra kết quả. Như ví dụ trên, để thêm âm thanh các bạn có thể sử dụng công thức sau để kết hợp âm thanh. Và trên biểu đồ này thể hiện cho các bạn rõ hơn về mức độ âm thanh khi cộng hai nguồn âm thanh vào nhau. Hàng ngang dưới thể hiện hai nguồn âm thanh khi cộng vào với nhau. Hàng dọc bên cạnh thể hiện mức độ âm thanh được tăng khi cộng hai nguồn âm thanh vào. Ví dụ, khi kết hợp hai nguồn âm thanh của hai máy đo có độ ồn là 65 dB và 70 dB, thì kết quả là, các bạn xem hình. Như vậy, mức độ âm thanh tổng hợp của hai nguồn âm thanh trên là 71,2 dB. Nhưng sang ví dụ này, khi cộng hai nguồn âm thanh có cùng cường độ là 75 dB thì kết quả khi trừ hai giá trị cho nhau được 0. Ứng với giá trị cột dọc thì đây là kết quả tăng cao nhất. 3 dB tổng cộng là 78 dB. Xét thêm một ví dụ nữa về cộng âm thanh của radio và máy công cụ có chênh lệch nhau là 10 dB. Thì kết quả cho thấy cường độ âm thanh khi kết hợp tăng được 0,4 dB so với nguồn âm thanh lớn nhất. Sau 3 ví dụ này, kết quả cho thấy khi kết hợp hai nguồn âm thanh với nhau, nếu hai nguồn có cùng giá trị gần nhau thì độ tăng âm càng lớn. Công suất âm thanh và cường độ âm thanh. Để hiểu được sự khác nhau giữa công suất và cường độ âm thanh là điều rất quan trọng khi chúng ta đo lường đơn vị âm thanh. Công suất âm thanh là tổng hợp năng lượng âm thanh của đối tượng nào đó không phụ thuộc vào bất cứ môi trường nào. Cường độ âm thanh là đo lường mức độ âm thanh của một đối tượng trong môi trường, trong đó ảnh hưởng của giảm chấn là một vấn đề như tường thảm và nội thất. Để hiểu được sự khác biệt giữa công suất âm thanh và áp lực âm thanh, mời các bạn xem 3 ví dụ minh họa sau. Sự liên quan giữa công suất làm nóng và nhiệt độ. Ví dụ, một máy sưởi ở công suất là 1.500 W tương ứng với cả 5.120 PTU được đặt tại một vị trí trong căn phòng. Khi hoạt động, nhiệt độ trong mỗi vị trí trong căn phòng là khác nhau và sự thay đổi nhiệt độ cũng phụ thuộc vào chất liệu, vật liệu, không gian trong căn phòng.
Trong khi đó, công suất làm nóng của máy đầu ra luôn duy trì vào khoảng 5.120 PTU. Sự liên quan giữa công suất chiếu sáng và cường độ sáng. Cũng như ví dụ trên, ở đây ta có một bóng đèn có công suất là 100W, tương ứng nguồn sáng phát ra là 1.750 lumens. Tại vị trí này, đo cường độ ánh sáng là 4,4 lux và vị trí khác cường độ ánh sáng cũng thay đổi. Ngay cả tại một vùng chiếu sáng, nếu thiết bị nội thất trong căn phòng khác nhau, màu sơn khác nhau, cường độ ánh sáng tại điểm đó cũng thay đổi. Cuối cùng là sự liên quan giữa công suất âm thanh và cường độ âm thanh. Ví dụ một máy hút bụi có công suất là 100W, có tiếng ồn là 60 decibel, hoạt động trong một căn phòng. Cường độ âm thanh thu được tại vị trí đứng này là 48 decibel. Cường độ âm thanh phụ thuộc vào chất liệu, bức tường, sàn nhà và thiết bị nội thất bên trong căn phòng, vì tất cả những vật liệu khác thì đều có tính hấp thụ hay phản hồi âm thanh khác nhau. Nhưng công suất âm thanh của máy phát ra thì không đổi. Từ các ví dụ trên, ta có thể hiểu được khái niệm về công suất âm thanh là tổng hợp năng lượng âm thanh của một vật. Nó không phụ thuộc vào bất cứ môi trường nào. Cường độ âm thanh là phép đo của một vật thể âm thanh trong một môi trường nào đó mà nó phụ thuộc nhiều vào môi trường đó. Đo kiểm. Một điều rất quan trọng khi bạn chọn thiết bị cho không gian của mình là bạn phải biết lựa chọn thiết bị cho phù hợp với không gian đó về công suất, kiểu dáng và cả về độ ồn. Để đo được độ ồn thiết bị đó, có rất nhiều cách đo và thiết bị đo để đạt được các tiêu chuẩn về độ ồn như ASTER, Testing Standard, ISO. Để đo được các mức độ âm thanh, có nhiều sản phẩm, thiết bị đo của nhà sản xuất khác nhau đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đo. Và trên thực tế, chúng tôi đã sản xuất các tài liệu sách và kết quả đo thông số âm thanh của một số thiết bị mà từ đó bạn có thể lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với môi trường. Kiểm tra tần số. Tần số là số lượng sự thay đổi áp suất cho mỗi giây của sóng âm thanh. Kiểm tra các tần số. Chúng ta có thể kiểm tra âm lượng. Chúng ta có thể xác định các tần số tạo ra. Không giống một dụng cụ âm nhạc tạo ra một ký hiệu cụ thể, một thiết bị giống như thiết bị đầu cuối của quạt hay bộ khuếch tán, đồng thời sẽ tạo ra rất nhiều dạng tần số. Ví dụ như một cánh quạt có thể tạo ra rất nhiều tiếng ồn của tần số thấp do động cơ của nó. Tiếng ồn của tần số cao có thể tạo ra bởi luồng không khí thông qua bộ giảm âm hoặc bộ khuếch tán phạm vi bình thường của một mối quan hệ cho thiết bị đầu cuối không khí trong khoảng từ 90 cho đến 5.600 Hz. Để lấy được dữ liệu kiểm tra tần số cụ thể, các bộ lọc điện tử được sử dụng để cô lập tiếng ồn hay xảy ra trong bảng sau đây. Dãy tần số. Lưu ý rằng mỗi tần số trong các băng tầng trung bình của một tần số mà gấp đôi so với âm thanh của chính tần số đó được gọi là một dãy bát bộ cao. Phạm vi tần số mà chúng ta phân tích do đó được gọi là dải bát bộ. Tần số và các bộ lọc. Một khi âm thanh gốc được tách ra thành các dải tần số, sau đó chúng ta có thể đo mỗi âm lượng nhận được có tính độc lập mà chúng ta phân tích trong điều kiện thử nghiệm của chúng.
cấu hình lắp đặt. Giờ chúng ta đã hiểu phần nào cơ bản về âm thanh tiếng ồn. Hãy xem một vài nguyên tắc đã ứng dụng trong đây để kiểm soát tiếng ồn trong thiết kế hệ thống điều hòa thông gió. Một thiết kế hệ thống điều hòa phân phối khí hoàn hảo là một hệ thống không tạo ra âm thanh và tiếng ồn không cần thiết trong môi trường của người cư ngụ. Sau đây là một số ví dụ các lỗi mà trong thiết kế lắp đặt thông thường hay mắc phải và cách khắc phục. Một, miệng cấp gió quá bé. Nếu miệng gió cấp quá bé, gió qua sẽ không đủ, tạo nên sự hỗn loạn quá mức sẽ phát ra tiếng ồn không mong muốn. Do vậy các bạn phải lắp loại cửa gió tương đương với loại đường ống cấp và thiết bị đầu cuối theo catalog về số liệu kích cỡ của Prince. Hai, lắp đặt không đúng tiêu chuẩn nhưng nghiêng lệch cũng tạo ra tiếng ồn không mong muốn và giảm hiệu suất. Do vậy các bạn chú ý khi lắp đặt phải thẳng đứng vuông góc với đường cấp. Được như vậy sẽ giảm tối thiểu được tiếng ồn. Ba, đường ống cấp xuống quá dài cũng làm tăng thêm độ ồn. Độ rung nhất là khi gió thổi mạnh. Để hạn chế nhược điểm trên, bạn cần hạn chế bớt đường ống cấp ngang xuống mức hợp lý. Chú ý rằng đường ống cấp thẳng độ dài tối thiểu bằng 3 lần đường kính của đường ống đó. 4. Thiết kế lắp đặt cửa cấp quá gần với thiết bị đầu cuối. Nếu để quá gần thì động cơ quạt và đập ngăn gió sẽ ảnh hưởng tới môi trường của người cư ngụ. Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên để khoảng cách xa ít nhất là bằng 3 lần đường kính thiết bị đầu cuối. Năm, vị trí lắp đặt van chặn gió. Không nên đặt gần cửa gió vì van chặn này cũng gây ra tiếng ồn vì sự chuyển động của hỗn loạn của dòng không khí khi bạn ngăn lại. Tốt nhất bạn nên đặt gần đường ống cấp chính, chỗ đầu đoạn chia nhánh. 6. Cửa khuếch tán gió không đạt tiêu chuẩn cũng gây cản trở đường đi của gió và gây ra tiếng ồn không khí khi di chuyển các lớp cắt của gió. Bạn hãy chọn loại cửa gió đạt tiêu chuẩn để hạn chế tiếng ồn. Kết luận, kiểm soát tiếng ồn là một khâu rất quan trọng trong thiết kế và thi công hệ thống điều hòa thông gió. Qua bài này, chúng tôi hy vọng các bạn đã có cái nhìn thích thú về vấn đề kiểm soát tiếng ồn trong không gian làm việc. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các phần học tiếp theo.